Tại buổi tiếp xúc, các cử tri rất phấn khởi trước những đổi thay của tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Đối với một số ý kiến kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp thu, giải quyết thấu đáo. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như đề nghị bàn giao đất tái định cư cho một số hộ dân ở tổ 2 phường Trưng Vương, đề nghị nâng cấp đình Hùng Vương, điều chỉnh địa giới hành chính giữa phường Trưng Vương và Túc Duyên đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý dân cư, giải quyết những tồn tại liên quan đến môi trường ô nhiễm và lãng phí đất đai, dự án treo tại tổ dân phố số 8. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn sự đồng thuận của cử tri, nhân dân để tỉnh, thành phố triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đồng chí cũng thông tin đến các cử tri một số tình hình kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay và những tháng cuối năm. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp thu đầy đủ, giải quyết thấu đáo, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và quyền lợi của cử tri, người dân.